Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Cộng đồng ASEAN của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, hòa chung không khí đón chào năm mới 2024 trên khắp thế giới, các quốc gia Đông Nam Á, trong đó có Singapore, Thái Lan, Campuchia đã tổ chức các hoạt động đặc sắc để chào đón thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Thái Lan đón năm 2024 với màn bắn pháo hoa kéo dài 12 phút, trải dài trên một phần sông Chao Phraya ở thủ đô Bangkok Lễ kỷ niệm được tổ chức tại Icon Siam, một trong những trung tâm mua sắm lớn nhất ở Bangkok, bao gồm màn trình diễn máy bay không người lái kéo dài 9 phút, mô tả hình ảnh đếm ngược năm mới của Thái Lan, xà lan hoàng gia Thái Lan và lá cờ Thái hình trái tim để quảng bá tinh thần Thái Lan, chào đón năm mới 2024. Ở những khu vực khác của Bangkok, người xem cũng có thể xem màn pháo hoa tương tự từ cung điện lớn nằm ở phía đối diện sông. Tại Singapore, người dân tập trung đông đảo tại Marina Bay để ngắm pháo hoa. Thủ tướng nước này Lý Hiển Long đã có bài phát biểu mừng năm mới, trong đó nhận định 2023 là một năm đầy thách thức với môi trường quốc tế tiềm ẩn nguy cơ trong năm 2024 sau thời gian ảnh hưởng của dịch bệnh. Người dân trên thế giới nói chung, Singapore nói riêng đã có thể thoải mái cùng người thân và bạn bè tụ tập tại quảng trường trung tâm thành phố để chào đón năm mới. Đêm 31 tháng 12, hòa trong không khí đón năm mới trên khắp thế giới, hàng chục vạn người dân Lào và du khách nước ngoài đã đổ về công viên Khải Hoàn Môn ở trung tâm thủ đô Viêng Chăn để tiễn biệt năm 2023 và chào đón năm mới 2024. Đây không chỉ là lần đầu tiên lễ Viêng Chăn Cao Đào được tổ chức ở công viên Pattaya mà còn là lần đầu tiên chính quyền thành phố tổ chức bắn pháo hoa vào dịp Tết dương lịch tại địa điểm du lịch nổi tiếng này của thủ đô Viêng Chăn với hệ thống đèn chiếu laser bốn phía của Pattaya kết hợp với hệ thống nhạc nước sẵn có tại công viên và vẻ đẹp độc đáo của Pattaya các tiết mục trình diễn âm thanh và ánh sáng với nền là khải hoàn môn đã tạo nên những cảnh sắc mới lạ, thu hút hàng chục vạn người dân và du khách từ khắp nơi đổ về vui chơi, chụp ảnh, cùng thưởng thức bữa tiệc âm thanh ánh sáng và cùng chờ đón thời khắc được đếm ngược, đánh dấu thời điểm kết thúc một năm cũ và bắt đầu một năm mới. Tiếp tục chương trình với những thông tin đáng chú ý khác. Mới đây, Vương quốc Campuchia long trọng khai mạc chuỗi sự kiện hoạt động kỷ niệm 25 năm ngày kết thúc nội chiến và thành công của chính sách hợp tác cùng thắng, đồng thời kỷ niệm 5 năm ngày khánh thành tượng đài Thắng Thắng, công trình mang tính biểu tượng khắc ghi ý nghĩa lịch sử của chính sách hợp tác cùng thắng và tinh thần hòa hợp dân tộc, góp phần mang lại nền hòa bình trọn vẹn ở quốc gia Đông Nam Á này. Sự kiện được tổ chức tại khu vực tượng đài Thắng Thắng ở ngoại ô thủ đô Phnom Penh, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Samdech Thidaday Hun Manet. Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Hun Manet đã điểm lại bối cảnh hình thành và khẳng định ý nghĩa lịch sử của chính sách hợp tác cùng thắng do cựu Thủ tướng Samdech Hun Sen khởi xướng cách đây 25 năm. Theo Thủ tướng Campuchia, kết thúc nội chiến đã mang lại nền hòa bình trọn vẹn trên phạm vi toàn quốc, điều chưa từng có trong hơn 500 năm qua ở đất nước chùa tháp. Ông Hun nhấn mạnh, Campuchia đang trên đường phát triển, hướng tới tầm nhìn đưa Campuchia trở thành nước có thu nhập cao vào năm 2050. Đề cập đến ý nghĩa của công trình tượng đài thắng thắng, Thủ tướng Campuchia khẳng định việc xây dựng tượng đài này nhằm lưu giữ những chứng tích lịch sử quý giá cho các thế hệ người dân Campuchia mai sau, nhằm giúp thế hệ trẻ hiểu biết về lịch sử dân tộc. Hiệp hội khen thưởng và hội nghị Thái Lan Tika vừa đưa ra dự báo cho biết ngành công nghiệp du lịch MICE, loại hình du lịch kết hợp sự kiện, hội nghị, triển lãm, khen thưởng của nước này năm nay ước tính sẽ phục hồi tới 80% mức năm 2019 về mặt doanh thu nhưng có thể chậm lại vào năm 2024 do nhu cầu bị dồn nén hậu đại dịch đã hạ nhiệt. Thái Lan trong năm qua vẫn là điểm đến MICE được ưa chuộng nhờ có cơ sở vật chất thuận lợi cho các cuộc họp kinh doanh và sự đa dạng của các điểm đến du lịch. Theo đánh giá của chủ tịch Tika Sumate Sudana, du lịch MICE trong năm qua có sự phục hồi ấn tượng khi các tập đoàn tiếp tục gặp gỡ các đối tác và khách hàng, đặc biệt là sau đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, nhìn về năm tới, chủ tịch Tika dự báo du lịch MICE có thể chậm lại do nhu cầu bị dồn nén, vốn thúc đẩy thị trường vào năm 2023 giảm dần những trở ngại bao gồm xung đột ở Ukraine và giải Gaza ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh từ các thị trường châu Âu như Ba Lan và Israel vốn nằm trong những thị trường giải trí hàng đầu của Thái Lan. Bên cạnh đó, mặc dù cục dự trữ liên bang Mỹ đã phát đi tín hiệu giảm lãi suất vào năm tới, nhưng vẫn chưa rõ tới khi nào các công ty trên toàn cầu sẽ chi tiêu hay tăng đầu tư và điều này ảnh hưởng đến các chuyến du lịch MICE. Giám đốc trung tâm du lịch hồi giáo của Malaysia ông Nizan Rodin cho biết. Một di tích hay địa điểm lịch sử nằm trong danh sách di sản quốc gia, địa điểm đó sẽ trở thành khu bảo tồn và cơ quan quản lý có kế hoạch bảo tồn hàng năm một cách toàn diện, chú trọng tới các yếu tố liên quan như môi trường, thông tin liên lạc, quản lý giao thông, nâng cao nhận thức của người dân. Chia sẻ về kinh nghiệm của nước này trong việc giữ gìn và trùng tu các di tích lịch sử, giám đốc Nostin nêu rõ, khu bảo tồn gồm vùng lõi và vùng đệm, dựa trên địa điểm cụ thể và kế hoạch khảo sát của các chuyên gia, cơ quan chức năng sẽ quyết định kế hoạch bảo tồn. Malaysia hiện có vụ quản lý di sản thuộc Bộ Du lịch Văn hóa và Nghệ thuật. Malaysia có 4 di sản được tổ chức giáo dục, khoa học và văn hóa Liên Hợp Quốc công nhận. Hai trong số đó gồm vườn quốc gia Kunamula và công viên Kinabalu được công nhận là di sản tự nhiên vào năm 2000. Thung lũng Legong được công nhận là di sản khảo cổ học vào năm 2012. Địa điểm còn lại, thành phố lịch sử là Malacca và Georgia Tour được công nhận là di sản văn hóa vào năm 2008. Malacca và George còn có tên trong danh sách các thành phố lịch sử dọc theo eo biển Malacca. Những năm vừa qua, chính phủ Campuchia đã đưa ra nhiều chính sách và đạo luật thúc đẩy bình đẳng giới, song nhiều người vẫn giữ quan điểm bảo thủ, gia trưởng cho rằng phụ nữ chỉ nên ở nhà quản lý các công việc gia đình thay vì đi làm kiếm sống. Ngày nay nếu có dịp đến tham quan đền Angkor Wat nổi tiếng ở tỉnh Siem Reap của Campuchia, chúng ta có thể bắt gặp những phụ nữ chạy xe túc túc phục vụ du khách. Họ là những người đang nỗ lực vượt qua định kiến để bước ra xã hội, kiếm sống bằng công việc mà từ lâu được cho là chỉ thuộc về nam giới. Một buổi sáng, chị Roong Sophie, 37 tuổi, dùng những đóa sen trang trí cho chiếc xe túc túc của mình để chuẩn bị đón khách. Đất nước Campuchia gần đây luôn nỗ lực cải thiện bình đẳng giới, nhưng cần có nhiều thời gian để xóa bỏ quan niệm rằng phụ nữ nên làm việc nhà hiện vẫn còn phổ biến. Tôi yêu công việc này, tôi nghĩ tất cả phụ nữ đều có thể làm. Công việc này giúp tôi trang trải được cuộc sống gia đình. Với khoản tiền vay tương đương với 73 triệu đồng Việt Nam, chị Rome Sophie sắm được chiếc xe túc túc của mình cách đây hơn 3 năm. Với mức cước tương đương 360.000 đồng Việt Nam mỗi khách cho một chuyến tham quan vòng quanh khu đền Angkor Wat, chị Rôm Sophie có thể kiếm được thu nhập phụ giúp gia đình. Chị Sophie không phải là người phụ nữ Campuchia duy nhất cam đảm vượt qua định kiến xã hội. Chị Kim Solak, 39 tuổi, thậm chí còn sáng lập Hiệp hội những người chạy xe kéo xiêm riệp hồi năm ngoái, quy tụ 20 thành viên, đều là phụ nữ. Nhiều người trong số đó đang phải một mình nuôi con như hoàn cảnh của chị Kim Solak. Cách đây 10 năm sau khi ly hôn, chị Kim bắt đầu đến với nghề chạy xe kéo ở thủ đô Phnom Penh để kiếm tiền nuôi hai con nhỏ. Sau đó chị chuyển đến Siem Reap năm 2015 chạy xe túc túc phục vụ du khách. Tuy nhiên mọi việc vẫn không đơn giản trong những ngày đầu. Phụ nữ chúng tôi bị phân biệt đối xử. Ban đầu mọi người nghĩ rằng phụ nữ rất yếu để có thể điều khiển được xe túc túc và phụ nữ không thể làm việc được như nam giới. Tuy nhiên nhờ tính kiên trì mà giờ đây nhóm xe túc túc Lady do chị Kim Sulak dẫn đầu được du khách trong nước và quốc tế đánh giá là một trong những dịch vụ tốt nhất ở Siem Reap. Mặc dù không có con số thống kê chính thức, nhưng tổ chức phi chính phủ của Hiệp hội Dân chủ độc lập của Kinh tế phi chính thức ước tính có hàng chục nghìn tài xế túc túc đang hoạt động trên cả nước Campuchia. Trong mắt du khách quốc tế, hình ảnh người phụ nữ chạy xe túc túc mang lại một cảm giác thân thiện. Còn đối với người dân Campuchia, đây chính là những tấm gương chuyển đi cảm hứng để thôi thúc phụ nữ vượt qua định kiến, góp công sức cho cộng đồng. Phật giáo Nam Tông du nhập vào Lào từ rất sớm đã trở thành quốc giáo. Trên khắp đất nước Lào có rất nhiều ngôi chùa cổ đẹp và linh thiêng. Nổi bật nhất là chùa Siên Thong, ở cố đô Luang Pha Bang, Bắc Lào. Nằm cạnh ngã ba sông, nơi có dòng Nam Khan hợp lưu với dòng Mê Công thơ mộng, chùa Xiên Thông ở Luông Pha Bang luôn có một sức hấp dẫn thu hút đối với du khách khi tới tham quan. Bởi đây không chỉ là một công trình tôn giáo cổ kính, linh thiêng mà còn là biểu tượng kiến trúc chùa triển của Lào. Chùa Siêng Thông trong tiếng Lào Cổ có nghĩa là chùa của thành phố Vàng. Chùa được xây dựng vào những năm 1560 dưới triều đại vua Sệt Thả Thị Rạt một thời hoàng kim của vương quốc lạn sạn hay còn gọi là triệu voi. Ngay sau chính điện của Thư viện Tam Tạng, nơi đang lưu giữ bộ đại tạng kinh, cách đó không xa là miếu đỏ và miếu trắng. Trên tường cũng được khảm kính màu rất tinh xảo và bắt mắt, tất cả tạo nên một khung cảnh tĩnh lặng, bình yên và linh thiêng. Hiện nay, chùa Siêng Thong còn lưu giữ nhiều cổ vật quý như tượng Phật nhập Niết Bàn, bằng đồng nổi tiếng từng được trưng bày tại hội trợ triển lãm Paris năm 1931, hay như cỗ xe tang được sơn son thiếp vàng, trang trí hình ảnh rắn thần Naga của Hoàng gia Lào. Trải qua thăng trầm lịch sử, qua nhiều lần tu tạo, Chùa Siêng Thong ngày nay vẫn giữ nguyên vẹn kiến trúc vốn có từ hơn 450 năm trước. Với giá trị văn hóa, kiến trúc đặc biệt, Chùa Siêng Thong không chỉ là kho tàng vô giá về lịch sử hình thành và phát triển của Phật giáo Lào, mà còn trở thành báu vật trong lòng di sản văn hóa thế giới, điều mà bất cứ ai không thể bỏ lỡ khi đến với lương phà bằng thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục cộng đồng asean của đài phát thanh truyền hình thái nguyên cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại